kiến nghị sửa luật để xử lý hình sự người trốn khám nghiệm vụ quân sự. Bộ Quốc phòng nói gì? Bộ Quốc phòng vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu như sau. Theo luật nghĩa vụ quân sự thì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Và tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bộ luật hình sự hiện hành chỉ quy định về việc không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện mà không quy định lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Do đó, công dân không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì cũng chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính và không thể xử lý hình sự. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, trong những năm qua, việc xử lý hành vi vi phạm trong sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự còn khó khăn và chưa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Lý do là hành vi vi phạm không chấp hành lệnh khám sức khỏe chưa được quy định trong bộ luật hình sự. Bộ cũng cho biết sẽ tiếp thu và nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa luật nghĩa vụ quân sự, điều 332 bộ luật hình sự và các quy định liên quan để bảo đảm thống nhất và đồng bộ trong triển khai thực hiện.